shoptm.vn bán nít bán vàng bán ngọc ít 7 rẻ nhất thị trường. Danh mục bán nít ngọc rồng giảm giá tất cả các nít 40%, nít 100k chỉ còn 60k thôi. Cập nhật kho nít 10 tỷ sức mạnh bán đồng giá 30k. Bán ngọc thì ít 7 còn được lì xì thêm và bán vàng thì rẻ nhất thị trường. Vòng quay gift sale chỉ với 1.000 đồng hiện đang còn rất là nhiều quà to. Truy cập ngay tgame.vn để tham gia những cái dịch vụ tốt nhất tại shop nha. Nếu anh em muốn bán đích giá tốt, hãy lên az.vn, chỉ cần điền tài khoản mật khẩu, chọn máy chủ và bấm vào đích giá, 30 giây sau tiền sẽ cộng vào tài khoản, hỗ trợ rút tiền về ví điện tử, ngân hàng và mua thẻ cào tại shop. Sự kiện nhận miễn phí 4.000 món đồ tại az.vn, xem ngay. Ok, thì đầu video anh em là muốn tham gia event nhận 300 ngọc của mình thì nhớ là like cũng như đăng ký kênh, bấm chuông thông báo bên cạnh nút đăng ký để nhận video mới nhất của mình nhá. Đấy thì hôm nay chỉ được 215 like thôi anh em ạ. Thì mục tiêu của mình đề ra là 300 like mỗi clip thì mình sẽ tặng 500 ngọc, thế nhưng mà chỉ được 200 like thôi thì mình vẫn tặng 300 ngọc bình thường nhá. Nếu mà anh em nào có đang mà muốn nhận 500 ngọc thì anh em nhớ like cũng như là share cái video này lên các group ngọc rồng, cũng như là chia sẻ cho các anh cùng xem để có lượt view nhiều cũng như là lượt like nhiều thì mình mới tặng nhiều ngọc cho anh em nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ thả tim nốt cho những anh em nào mà đã comment. Đó thì bây giờ thì mình sẽ xem là ai sẽ là người chiến thắng và nhận được 300 ngọc ngày hôm nay nhá. Ây, xin chúc mừng bạn Minh em 2. Ui, có tiền chết đấy. Hi anh, hello bạn nhá. Thì bạn nhắn tin qua Zalo cũng như Facebook cho mình để nhận giải nha anh em. Nhớ nha Minh em 2. Nhớ nhá, nhớ nhắn tin qua cho mình nhá. Ok nhá. Tại vì là nhiều bạn trúng giải nhưng mà không nhắn tin anh em ạ. Cái nick mà nó 60 tỷ của mình ấy, mình vẫn chưa trao được giải anh em ạ. Vãi là trường thật. Toàn với ông fake rồi nhắn tin qua này. Ngọc thì cũng mình trao được, mình cũng vẫn trao ngọc bình thường, nhưng mà cái nick kia cả cái nick 60 tỷ kìa. Chào mãi mà chẳng thấy ông nào là hàng real cả anh em ạ. Đấy thì thôi, anh bạn này nhớ nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook cho mình nhá. Zalo mình để dưới phần mô tả đấy. Ok, hello anh em, chào mừng các trở lại với channel của mình. Thì mình vẫn là BC Gaming đây và hôm nay thì mình làm một clip nói về cái sự kiện dỗ tổ Hùng Vương tiếp nhá. Ở đại chiến Sơn Tinh Thủy Tinh anh em ạ, chồng dưa hấu các thứ, nhưng mà mình thấy hôm nay là ngày 16 rồi mà admin vẫn chưa ra sự kiện thì mình không biết là năm nay có ra sự kiện hay không ấy. Thì mình làm cái clip này để cho anh em ấy, tại vì với cả là nhiều anh em cũng bảo là anh ơi sắp ra sự kiện đấy rồi, anh em chỉ cách bung dưa đi. Thì hiện tại thì không thể là bung dưa được anh em nhá. Ngày xưa ấy, đây mình trước thì hồi mà kết thúc sự kiện năm 2020 ấy, thì mình có để một vài nick có cái dưa cũ ấy. Với cả một vài bạn cũng ấy, nhưng mà mình hỏi một vài bạn rồi thì cũng kêu là mất dưa rồi, cũng không để lại được dưa. Bình thường mấy cái sự kiện như kiểu cải trang hay là này kia ấy, ví dụ như một cái cải trang Android 23 này đi, nó sẽ có sự hạn sử dụng như cái cải trang này đi. Đây, hạn sử dụng 168 ngày. Mình không online thì nó sẽ không mất nhá. Đấy, bình thường thì kiểu thế nó không mất. Một thời gian sau anh em, kể cả một năm sau anh em vào lại thì vẫn còn hạn sử dụng anh em nhá, như kiểu phiếu giảm giá đấy. Thì cái dưa hấu nó cũng thế, nhưng mà hiện tại thì mất dưa hấu rồi nha anh em nhá, bị reset dưa hấu rồi. Cũng như là không thể nào mà trồng, nó đã fix từ năm 2020 ấy, là fix cái trồng dưa hấu ngay ấy, khi mà nó khiến mà anh em bung dưa hấu như kiểu là lấy cái nick phụ đang có dưa hấu đúng không, anh em trồng cho người khác ấy, đó kiểu thế thì nó đã bị fix rồi, fix trong một ngày từ năm 2020 ấy. Đấy thì mình nhớ không nhầm như thế, không nhớ rõ nữa, nhưng mà hiện tại thì đã bị fix rồi nhá, không thể nào bung dưa đâu anh em ạ. Và hiện tại thì admin còn, hôm nọ thì mình có xem ở đâu hay là mình bạn nào bảo mình là hình như là admin năm nay không ra sự kiện tốt của Hùng Vương thì phải, hình như là không ra. Năm hôm nay là ngày 16 rồi, bình thường thì ra vào cuối tháng 3, 30 tháng 3 đây, sự kiện là năm 2020 thì là ra vào cuối tháng 30 tháng 3 anh em ạ. Nhưng mà năm nay thì vẫn chưa ra luôn, 16 tháng 4 rồi, gần đến tháng 5 rồi thì ra sự kiện gì nữa đúng không anh em. Sự kiện này thì nó rất là cần nhiều thời gian. Đây từ từ anh mình lên cái shop đã, lên cái web đã. Đây anh em ơi, sự kiện này rất là nhiều thời gian luôn anh em ạ. Đấy thì sự kiện này đi nhá, từ 30 tháng 4 3 đến hết ngày 12 tháng 4, có nghĩa là gần một tháng rưỡi trời. Thì anh em bảo bây giờ là đến tháng 4 rồi, một tháng rưỡi nữa là đến gần tháng 6 thì có rất là nhiều sự kiện khác nữa. Mình nghĩ là năm nay không sự kiện đâu anh em ạ. Đây nhá, thì anh em cùng thử đọc lại sự kiện năm 2020 đi xem nào. Để chào mừng sự kiện dỗ tổ Hùng Vương 2020, Ngọc Rồng sẽ diễn ra các hoạt động như sau. Một, thời gian sau bảo trì 17:30 ngày 30 tháng 3 và kết thúc vào ngày 8 tháng 5. 2 tháng à? Đúng không? Gần 2 tháng, kiểu 30 tháng 5. 1 tháng rưỡi. Nội dung này, thu thập dưa hấu trong 13 ngày diễn sự kiện từ... Trong 13 ngày đầu diễn sự kiện từ ngày 30 tháng 3 đến hết ngày 12 tháng 4. Bạn hãy đi tìm vua hùng để nhận cây dưa hấu nhé. Mỗi ngày sẽ nhận một trái. Bạn cũng có thể trồng cây dưa hấu đây. Mỗi ngày sẽ cây dưa sẽ hái được một trái này. Bạn trồng một cái bla 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 gặp bạn sẽ mất đi một quả tích. Đấy, nói chung là như thế. Mấy cả cái sự kiện này thì nó cũng không có gì hot đâu anh em ạ. Ngoài trừ là anh em sẽ cầm cái cải trang
anh em sẽ đi đánh boss Sơn Tinh Thủy Tinh, sau đó thì nhận được cải trang đó, rồi thì đổi dư hấu lấy ngọc, rồi thì này kia thôi, chứ không có gì, cũng chẳng có cái gì hot đâu anh em ạ. Thật, nói thật không có gì hot đâu nhá. Mình nghĩ là năm nay không có sự kiện đâu, cũng hơi buồn đấy, nhưng mà chắc là không có sự kiện đâu anh em ạ. Nhiệt mồm vẫn đau á, tại vì là bây giờ ra sự kiện thì phải 2 tháng rưỡi 2 tháng, mà dư hấu hiện tại thì cũng bị reset rồi. Buồn cười vậy đấy, thề. Nếu mà ra sự kiện thì admin sẽ ra sự kiện sớm rồi với cả nhà hàng. Hôm nọ mình xem cái clip của ông Rồng Black ấy, thì thấy admin đăng, mình tưởng là admin đăng hóa ra ông đấy fake sao nhở. Hình như là ông đấy fake cái sự kiện, hình như là fake cái trang chủ ấy, xong rồi đăng bài, hình như là thế. Chứ hiện tại thì theo như mình được thấy thì theo như mình được thấy thì ông nói chung là làm gì có đâu, làm gì có cái sự kiện đâu. Ông đấy đăng ở trên diễn đàn thôi nhá, ở trên diễn đàn thôi mà. Đây mình sẽ cho anh em xem cái ảnh ở đây đấy, làm gì có đâu đúng không. Mà thôi kệ đi, sự kiện đang gọi là quay video thì mẹ mình lên anh em ạ. Thế nên là thôi, clip mình cũng kết thúc tại đây thôi nha. Và nếu anh em thấy thích clip này của mình thì nhớ cho mình một like, cũng như đăng ký kênh, bấm một cái chuông để bây giờ mới nhất nhá. Hiện tại là 6:30 sáng rồi mà mình chưa ngủ anh em ạ, từ hôm qua đến bây giờ mình vẫn chưa ngủ, overnight luôn, mãi nghiện Liên Minh quá rồi anh em ạ, chơi game mãi cầy danh anh em ơi, cầy danh lên bạc một trần chọc mãi lên bạc một anh em ạ. Thế nên là thôi được rồi, thôi nhá. Cảm ơn rất là nhiều đã theo dõi video luôn, tại vì là mình thấy mình đến ngày 16 rồi vẫn chưa ra sự kiện, thế nên mà mình đã làm clip này luôn. Thôi nha ba anh em, và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhá. Ba anh em, bye bye.